Dạ phải. Thử thách dành cho Thu Trang quá thật không dễ. Dạ, khi phải tập hát opera đã khó mà còn phải hát bằng tiếng Ý. Nhỏ chắc không với ai chứ với em hơi bị khó. Là hát một bài hát bằng tiếng Ý. Mà hát thì em nào giờ em chưa hát, cho nên là không biết hôm nay cô có thể dạy em không ạ? À? Cô nghĩ là tiếng Ý thì với tiếng Việt nó cũng không có xa nhau lắm. Ví dụ như là nó họ viết như này mình đọc gần như thế. Sumare. Không rồi, cái con Sumare là hỏng rồi. Là Sulma. Sulma. Relucica. Relucica. Dar. Dar. D'Argento. D'Argento. B. Ruel. Re. Này là bre. Ruein. Pro. Santa Lucia, Barqueta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Trời ơi, căng cái bụng luôn. Trang mà lần đầu tiên mà tiếp xúc với một cái bài hát mà lại bằng tiếng Ý mà em lại chưa bao giờ em hát tiếng Ý cả. Dạ. Thế nhưng mà cô thấy là như thế là cũng được. Thế em nhưng Thu Trang đã được nghệ sĩ Anh Tuyết nhận xét khá tốt về khả năng tiếp cận lần đầu. Em có một món quà nhỏ. Hy vọng với lời nhận xét của nghệ sĩ Anh Tuyết, Thu Trang sẽ giành được cờ thử thách đầu tiên. Một chút xíu gì đó về cái thanh nhạc, em mới nói là thanh nhạc tại nào giờ em là chưa biết một chút gì hết. Dạ. Cô sẽ sẵn lòng cô giúp em. Bây giờ bạn sẽ phải thực hiện thử thách cùng lúc với người bạn đồng hành. Cả hai sẽ có 15 phút để hoàn thành và ai thực hiện xong trước được đánh giá đạt sẽ thành giành lá cờ thứ nhất. Thử thách của bạn là phải tìm được 10 người bất kỳ đồng ý lắng nghe bạn hát bài hát Santa Lucia vừa học. Sau đó mỗi người nghe sẽ được cung cấp một tờ giấy để ghi phần đánh giá về giọng cũng như kỹ thuật hát của bạn. 7 trên 10 người khen bạn hát tiếng Ý so với bài hát lời Việt tốt, bạn mới đạt yêu cầu. Thử thách của Cường là phải dựa trên những vật liệu có sẵn tại bàn này và hãy bố trí và sắp xếp mô hình của một cư dân cư đúng chuẩn mực. Cường hả? Cường nè. Có thử thách chưa? Cường đọc thử thách rồi mà bây giờ Cường rối quá à. Bây giờ cố gắng thôi chứ giờ biết làm sao. Bây giờ mình bắt đầu chưa? Bên kia đủ người chưa? Rồi bắt đầu đi, bắt đầu đi nha. Không nhìn ai, không ai nhìn em hết trơn. Trời ơi. Trời ơi. Cho em hát đi Cường ơi. Việt Cường tỏ ra khá bối rối trong việc ghép những mô hình nhà cây lại để tạo thành một thiết kế kiến trúc. Bình tĩnh. Không có gì. Có lẽ xong thử thách này, Việt Cường sẽ có thêm kinh nghiệm về thiết kế và xây dựng nhà cho mình. Đâu rồi? Có ai cho em gì không? Trời ơi. Chắc quen. Khổ ơi. Rồi sao? Khổ lắm rồi. Yeah. Thu Trang cũng nhanh chóng đi tìm cho mình những vị khán giả dễ tính để giúp cho mình thành công trong thử thách này. Bây giờ á, em có một cái thử thách á, là em học hát tiếng Ý. Vậy là hai chị ngồi nghe em hát giùm nha. Có gì đánh giá coi em hát hay không? Roberto Rento Venite la Chile Patitania. Vậy hả? Vẻ lo lắng không ngừng hiện lên trên khuôn mặt của Việt Cường khi lựa chọn từng mô hình đặt vào khung mô hình lớn. Sao không ai giúp chiến đi chơi. Trời ơi, tương lai của tôi. Cái này có phải ngôi nhà không? Ok. Bình tĩnh. Relax. Liên tục tự trấn an mình phải bình tĩnh. Thế nhưng hình như càng tự trấn an thì Việt Cường càng lung túng hơn trong việc thực hiện công việc. À,
Trong khi đó, Thu Trang vẫn đang cố gắng hết sức để thể hiện khả năng thanh nhạc vừa học được của mình, với hy vọng sẽ nhận được những phiếu đánh giá tốt về mình. La Cho Ra Gento. Con mời cô nha. Con cảm ơn cô nhiều. Chú, bây giờ con hát tiếng Ý cho chú nghe nha. Surema Lucica La Cho Ra Gento. Ủa hồi nãy thấy đông người mà ta giờ hết người rồi. Không có người kìa, vắng que à. Ai nữa? Ai nữa? Một, hai, đâu có đủ. Em sing. Ok, yeah. Santa Lucia, Santa Lucia, Santa Lucia, veni te gira. Đẹp quá. Không biết nghe gì luôn. Ok, lắp đại đi. Đừng có lỗi em rối lắm rồi. Không được, rất hay. Ok, 2, ok, 3. Được, 4, được, 5. Em không hoàn thành nhiệm vụ. Quy hoạch kiểu này thì có mới được 50% chức năng công năng của nó à. Được, 6, ok, được. Sau một nguồn nỗ lực hết sức thì phần thắng đã thuộc về Thu Trang với 9 trên 10 phiếu đánh giá tốt. Chưa bao giờ rửa chén luôn á. Không biết chút có được tiền không? Hay là đập bể không đã đền tiền đó. Còn Thu Trang thì cũng đã tìm được công việc rửa chén tại một quán ăn, với hy vọng sẽ được trả công theo đúng số tiền mà chương trình yêu cầu. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha, mong cái ủng hộ em nha. Rồi, còn gì nữa chị? Sau một hồi vất vả rửa chén và phần bưng bê thì Thu Trang đã được cô chủ quán trả công 50.000. Có bài còn Việt Cường thì đang mong chờ những vị khách vào ăn kem để mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Xong cái bàn cuối cùng rồi, bây giờ chỉ đợi khách đến thôi. Chừng nãy giờ đi ra ngoài đường năn nỉ người ta đi vô ăn kem. Hello. Ở đây có cần em phụ gì không? Em làm xong mấy anh trả công em nhiêu cũng được hết nha. Ok. Hello em. Ăn kem không? Em ơi, em ăn kem không? Anh, trong người anh không có đồng nào đó. Mà anh chỉ có được mời người ta vô ăn kem thôi. Bây giờ anh có thể anh trả công cho em một số tiền nào đó được không? Việt Cường và Thu Trang đang cố gắng hết sức đi tìm mua đủ 10 món đồ mà con gái hay dùng với 100.000 đồng mà mình vừa vất vả kiếm được. Cảm ơn. Chị mà giới thiệu cho em một cái loại mà nó tầm 10.000 trở xuống. Kẹp là cái gì? Dạ cái kẹp. Dạ cái này bao nhiêu rồi chị? 3.000. Dạ 3.000. Cái này dạ 10. Con cho cô cái nhẫn giả, cái bông tai dưới 10.000, 20.000. Cô dạ cô bán cái là màu trắng không con? Có bảy loại mà dưới 10.000 á. 15.000. Dạ, cho con một đô dưới 10.000 đi con. Phụ kiện là đeo ở trên đầu, đeo bao tay, chân. Chết rồi, không được rồi. Con xin lỗi con. Trời ơi, rối quá Cường ơi. Cô thầy nhiêu đô vậy? 20.000 đó con. Bớt con đi, thôi cái nào 10.000 đó cô bán không? 10.000. Cái loại cộng dây chuỗi nào á cô? 1, 2, 3, 4. Dép nào mà rẻ tiền. Đeo vòng tay đúng không cô? 5 món nữa chị. Còn 45.000. Bây giờ mình chỉ còn 2 món thôi. Hay nhiêu cái chị? 20.000 chiếc. Em năn nỉ luôn á, 10.000 đi. Duy nịch và mắt kiến. Còn 10.000 không mua được gì nữa. Trời sao? Có ai bán gì cho em 10.000 không? Cô có bán mắt kiến không? Cô có bán cái bóp rẻ thì là rẻ không? Dưới 10.000 có không cô? Dạ con chỉ mua được một cái này thôi. Bao tay. 10.000. Lấy em. Dạ anh cảm ơn.
8 món, với lại đa bông nữa là 9 món. Mà thì còn một món nữa thì bạn phải năng nỉ người ta đó. Có ai cho em gì không? Cái chỗ nào bán mắt kiến thiệt là rẻ. Cái phụ kiện nào á? Trời ơi, gần hết cái chợ rồi. Có ai có cái nón nào rẻ rẻ cho em đi. Không sao, mình sẽ làm được. Không ai bán nón hết hả? Có không chị? Có không chị? Chị có bán cái khăn choàng không? Khăn quấn cổ đi. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, bác, dạ bao nhiêu chị? Dạ lấy rẻ rẻ cho em. Đây, lấy 10 ngàn. Dạ. 10 món. Yeah. Dạ. Yeah. À, mệt quá. Nhà lâu chưa? Dù đã cố gắng hết sức nhưng Việt Cường lại vẫn tiếp tục chịu thua Thu Trang ở thử thách thứ hai. Chúc mừng Thu Trang đã tiếp tục giành được cờ ở thử thách thứ hai.